điểm danh những dốc tiền ngậm thìa vàng của sau việc chào đời năm 2023. Minh Hằng, Khánh Thi, Mâu Thủy và Loạt Mỹ nhân đình đám đều đồng loạt đón tin vui, được chú ý khi còn trong bụng mẹ, đỗ hót chẳng kém các sao. Cùng điểm lại những dốc tiền ra đời trong năm vừa qua, bé mở nhà Minh Hằng. Tháng 8 năm 2023, Minh Hằng đã hạ sinh dốc tiền đầu lòng. Dù trải qua quá trình vượt cạn vất vả nhưng nữ ca sĩ vẫn tràn đầy năng lượng, không giấu nổi cảm xúc hạnh phúc khi chào đón quý tử. Kể từ khi lên chức bố mẹ bỉm cả hai đã có sự thay đổi trong sinh hoạt để cùng nhau dành thời gian cho con trai con trai minh hằng có tên gọi thân mật ở nhà là bé mở vừa qua minh hằng cũng đã lần đầu để lộ diện mạo của con đầu lòng trên mạng xã hội hình ảnh dễ thương khỏe mạnh của bé mở ngay lập tức gây sốt minh hằng mang thai con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm kể từ khi mang bầu cô được ông xã cưng chiều ông xã thường xuyên bày tỏ tình cảm ngọt ngào với minh hằng như mỗi ngày trôi qua chồng thấy hạnh phúc khi được sống cùng vợ hành động vui nhộn khó lường của vợ đôi khi cũng khiến tôi bật ngửa cảm ơn vợ đã yêu chồng, chịu đựng và hy sinh rất nhiều để có bạn mở cho gia đình ta thêm phần náo nhiệt. Chồng yêu vợ, công chúa Lisa nhà Khánh Thi, Phan Hiển. Tháng 9 vừa qua, nghệ sĩ Dance Sport Khánh Thi sinh bé gái nặng hơn 2kg. Trên mạng xã hội, cô thoải mái khoe khoảnh khắc đáng yêu của nhóc tỳ. Ái nữ nhà Khánh Thi với biệt danh ở nhà là Lisa. Bé có đôi mắt to tròn, hai má phúng phính đáng yêu. Nhiều khán giả dành nhiều lời khen cho em bé nhận xét ái nữ giống Khánh Thi và chúc mừng gia đình nữ kiện tướng có thêm thành viên mới. Sinh con thứ ba ở tuổi 41. Khánh Thi nói bớt áp lực vì Phan Hiển tâm lý, tránh nhắc chuyện tuổi tác hoặc làm cô không vui. Cuộc sống hôn nhân viên mãn với ba nhóc tỳ kháu khỉnh khiến nhiều người ngưỡng mộ gia đình Khánh Thi, Phan Hiển, bé muôn nhà Mâu Thủy. Tháng 2 năm 2023, Mâu Thủy đã hạ sinh bé muôn, con trai đầu lòng với bạn trai. Bé muôn chào đời hôm 13 tháng 2 bằng phương pháp sinh thường, nặng 4,1 kg. Người đẹp quyết định sinh con sau chưa đầy một năm tìm hiểu và cả hai đã dọn về chung sống. Nàng hậu tiết lộ muốn con đầu lòng cứng cáp khi nhóc tỷ hơn một tuổi sẽ có mặt tại lễ đường. Á hậu Mâu Thủy cho biết có thể sẽ tổ chức đám cưới cùng với bạn trai vào năm 2024. Người đẹp từng chia sẻ, trước mắt, sau khi sinh con, chúng tôi sẽ chuyển đến một nơi ở rộng rãi và thoải mái hơn. Đợi đến khi con cứng cáp, tôi và bạn trai mới suy nghĩ xem tổ chức cưới thế nào. Tia nhà Phương Trinh Jolie. Phương Trinh Jolie hạ sinh quý tử cho chồng vào cuối tháng 6 năm 2023. Con trai của Phương Trinh Jolie và Lý Bình Chào đời nặng 3kg. Bé có tên đầy đủ là Quang Kinh Luân và biệt danh ở nhà là Tia hiện tại. Trộm với em bé cứng cáp, đáng yêu lần mang thai thứ hai này, cô và chồng quyết định áp dụng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Cô từng chia sẻ, tôi phải kích trứng hai lần mới đủ lượng trứng bắt đầu tạo phôi. Sau hai lần thì tôi hút được 10 trứng, sau đó bắt đầu công đoạn tạo phôi. Tôi chỉ tạo được 5 phôi tốt nhất. Tôi cấy một phôi vào cơ thể và để dành trữ số còn lại để sau này nếu có điều kiện, cơ thể còn đủ khỏe mạnh thì sẽ tiếp tục sinh con. Quý tử tin đô nhà Lê Âu Ngân Anh. Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh và chồng biên tập viên hạnh phúc khi được chào đón thành viên mới sau bao ngày chờ đợi. Con trai Tino ra đời bằng phương pháp sinh thường và nặng 3,1 kg. Trong quá trình vượt cạn, mỹ nhân 28 tuổi luôn có ông xã bên cạnh để động viên tinh thần. Phan Tony chồng Ngân Anh cho biết Tino ăn ngon, ngủ ngoan, ít quấy khóc. Nhóc tỳ được nhận xét là bản sao của bố. Hiện sức khỏe người đẹp đã ổn định. Lần đầu lên trước cặp đôi không tránh khỏi bỡ ngỡ.